Oh,
bảo anh bây giờ là thượng sĩ, tánh nết hiền lành, được đồng đội thương dân quý. Nghe nói chưa tròn câu chiếc quái trầu trên tay, dừng lại nhìn vào đôi mắt em mẹ sống sướng vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.